Khanh ơi, bây giờ em có một cái ca này em thấy cũng rất là khó và em thấy sao nó cũng rất là gần giống với mình. Bản thân có lẽ là rất là nhiều phụ huynh ở trong trường cũng sẽ có gặp phải những cái vấn đề như thế này. Tức là làm sao để con có cái động lực, có cái đam mê học tập và tìm thấy những cái hứng thú để tự con học chứ không phải là học cho bố mẹ. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà rất nhiều phụ huynh có phản hồi sau khi mà cộng đồng người làm cha mẹ cũng như ban tâm lý và nền nếp hỏi phụ huynh, và người ta rằng rất là có một cái trăn trở là làm sao mà để tạo động lực cho con học, nhất là trong cái giai đoạn mà dịch như này. Và xin mời chị có thể chia sẻ. Rất là hiểu tại sao phụ huynh lại rất là lo lắng về cái vấn đề làm thế nào mà tạo động lực cho con, và nhất là trong cái vấn đề học tập. Bởi vì rất là nhiều nghiên cứu cho thấy rằng là nếu mà trẻ có một cái động lực tốt thì nó sẽ thành công trong học tập, thành công trong cuộc sống sau này. Và cái động lực nó cũng giúp làm giảm cái rối loạn lo âu của trẻ, và nó giúp trẻ rất là nhiều trong cái cuộc sống. Chính vì vậy mà bố mẹ ai cũng mong muốn là con mình có động lực trong tất cả mọi mặt, không chỉ riêng học tập. Nhưng mà có một cái nghiên cứu và cho thấy rằng rất là đáng buồn là không phải tất cả mọi người, và không phải không có một ai mà có thể có động lực trong một vấn đề, trong một cái môn học trong suốt cả cuộc đời được. Như các bạn thấy là đôi khi mình cũng thế thôi. Nhiều lúc mình thích làm việc này và mình rất là có nhiều động lực, mình làm say mê. Nhưng mà có một thể một thời gian sau mình lại không thích nữa, mình lại chuyển sang cái khác. Thì làm thế nào mà để giúp con có cái động lực để có thể thành công cho cuộc sống, thì đấy cũng là một cái vấn đề mà cũng được nghiên cứu nhiều rồi, và cũng có rất là nhiều những cái cách. Đấy, chúng ta có thể nói đến là thực ra động lực là cái gì? Động lực là thực ra là muốn cho con có những cái bắt đầu để tiến hành một cái hành vi nào đó có ích cho bản thân mình. Và có thể là chúng tôi thường gọi là đấy là những cái làm thế nào mà bắt đầu để thay đổi hành vi của mình. Và chúng ta biết là để một cái quá trình thay đổi hành vi thì nó rất là dài, nó cũng không dễ dàng gì. Vậy mà đối với một con người thì thường là ở những cái quá trình khác nhau trong cái tiến độ của cái thay đổi hành vi, thì mình là bố mẹ mình cũng phải hiểu là con mình đang ở giai đoạn nào để mình có thể giúp, để giúp con vượt lên. Nhưng mà có một cái quan trọng nhất, đó là mình tất nhiên là nó có thể áp dụng trong tất cả mọi thứ, là cái mối quan hệ của bố mẹ với con cái. Làm thế nào mà để cho bố mẹ và con cái có mối quan hệ tốt, thì lúc đó thì chúng ta có thể nói chuyện nhiều với con được. Và khi nói chuyện nhiều được thì chúng ta mới giúp trẻ nói về những cái điều mà trẻ muốn, và cái đó là cái mà giúp trẻ tạo động lực tốt nhất cho trẻ. Có thể mình cũng muốn chia sẻ một chút về cái quá trình thay đổi hành vi của trẻ cũng như là của người để cho bố mẹ thấy rằng nó khó khăn như thế nào. Bởi vì đôi khi thì nói rất nhiều là bố mẹ cần phải chấp nhận con, nhưng mà đôi khi thì bố mẹ có thể làm rất là dễ, trong khi đó thấy trẻ cứ loay hoay mãi không làm được thì mình thường lại sốt ruột và mình lại khó chịu. Vì vậy mà nó cản trở cái hợp tác của trẻ. Thì cái thay đổi hành vi thì nó phải trải qua 6 cái bước, cái giai đoạn. Đấy, bước đầu tiên là cái bước là tiền suy tính. Ở đây trẻ thì chưa nghĩ đến phải thay đổi hành vi gì, chưa nghĩ là phải học. Tại sao lại phải học môn toán? Môn toán rất là buồn tẻ, chẳng để làm gì cả. Tính thì giờ có máy tính rồi, tất cả mọi thứ đều có hết rồi, tại sao mình phải học? Thì đấy là cái nó chưa nghĩ đến là nó cần phải học. Đến cái mức độ khi mà trẻ đã hiểu được rồi tại sao cần phải học rồi, thì là cái giai đoạn cân nhắc xem là có học hay không, thay đổi hay không. Bởi vì mình phải lựa chọn, thay đổi là cái khó khăn,
Còn ở lại cái quá trình này thì nó rất là đơn giản, dễ dàng. Thì lại là một cái bước khó khăn nữa. Cân nhắc xong rồi, quyết định rồi thì đến bước chuẩn bị. Làm thế nào mà chuẩn bị thay đổi, bởi vì nó cũng rất là nhiều thứ. Chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị sức lực, chuẩn bị những vượt qua những khó khăn đấy, thì mình lại phải làm nào giúp trẻ lập cái kế hoạch chuẩn bị. Điều đấy là lập kế hoạch. Chuẩn bị xong rồi, lập kế hoạch rồi thì lại phải đến cái áp dụng, hành động. Đấy cái vấn đề mình bao nhiêu lần mình quyết tâm, đúng không ạ? Đấy, chính người lớn mình quyết tâm nhá, hôm nay là phải đi tập thể dục buổi sáng đây. Đấy, nhưng mà lập kế hoạch rất là rõ, 5 giờ dậy, dậy đánh răng chuẩn bị, xong rồi có thể là còn kế hoạch là hẹn bạn bè ở chỗ tập cho nó vui nữa. Nhưng mà làm thế nào mà thực hiện được thì cũng lại là một cái vấn đề khó khăn. Sau đó thì duy trì cũng rất là khó. Đấy, thì những cái bước này nó đều phải trải qua. Thì trẻ đôi khi nó ở trong giai đoạn này, đôi khi và cái cuối cùng đôi khi nó đã hành động, đã duy trì được một thời gian rồi thì nó lại thụt lùi, nó lại trở về chỗ cũ. Lúc này là mình lại mất động lực, lại muốn thôi không thích học toán nữa, lại chuyển sang môn khác. Đấy, thì từng cái giai đoạn một thì mình lại phải có những cái cách nói chuyện với con, cái cách đặt câu hỏi với con như thế nào để cho con hợp tác với mình, thì đều là có những cái kỹ năng. Và có một cái điều mà mình nghĩ là cái cản trở, cái động lực lớn nhất đó là cái sự kháng cự. Đấy, cái kháng cự lại cái sự thay đổi, thì cái đấy là cái khó khăn nhất. Thì mình phải làm thế nào, chúng tôi trong cái từ chuyên môn thì nói là xoay vần với sự kháng cự. Mình không gạt bỏ sự kháng cự được, vì mình càng đầy thì cái sự kháng cự nó càng mạnh lên. Thế thì mình phải xoay vần như thế nào, nhẹ nhàng nào, đi cùng nó thế nào để cuối cùng mình vượt qua được nó. Ví dụ con sóng, mình cứ lao vào sóng thì mình bị vỡ, nhưng mà mình nhẹ nhàng mình xuôi theo chiều sóng, có khi mình thì chính là cái đấy là cái tại sao bố mẹ phải tạo mối quan hệ với con, đồng hành mình cũng có là để cùng đi lên con thuyền cùng với con, thì từ đấy mới lái con được. Thì cái kỹ năng, rất là nhiều kỹ năng lắng nghe tích cực. Đấy, cái kỹ năng thấu hiểu, làm thế nào mà đồng hành cùng con, thấu hiểu con. Đấy, luôn luôn chấp nhận con để con cảm thấy mình được hiểu. Thì cái này nó ngược lại với đưa ra lời khuyên. Bởi vì thường bố mẹ cứ nhiều lúc lo lắng quá thì cứ nghĩ là con mình nó chưa nhận ra, chưa hiểu, vì vậy mình cứ hay khuyên con là con phải làm việc này, con phải làm việc kia. Đấy, tuy nhiên là thực ra mình đã quên mất rằng là chính các con nó cũng hiểu rất là nhiều rồi. Đấy, nó có thích hay không thôi. Đấy, vì vậy mà muốn làm thế nào mà để vượt được cái sự kháng cự đó là mình nói chuyện và để cho con nói nhiều về cái sự muốn thay đổi. Thế thì bây giờ mình sẽ làm một cái ví dụ nho nhỏ để thấy rằng là khi mà bố mẹ đưa ra lời khuyên thì cái kháng cự nó sẽ lớn đến như thế nào và mình phải xoay vần với cái kháng cự như thế nào. Thế bây giờ anh Thái hoặc là chị Hằng có thể chia sẻ cho tôi một cái điều gì đấy mà anh hoặc chị muốn thay đổi từ lâu rồi nhưng mà mình chưa có dịp làm không? Cải thiện vóc dáng gì đấy. Số đo ba vòng. Không, anh nói chuẩn đấy, em cũng đang định nói thế. Thì là mọi người đều nói em là cái người phụ nữ mà không quan tâm gì đến thời trang cả. Thì mọi người đều nói, tức là rất nhiều người nói, mẹ em nói, các cô gái em, các cô em gái nói, rồi bạn nữ nói, rồi tất nhiên chồng em chẳng giờ dám nói. Nhưng mà rất là nhiều năm rồi em kể cả cho em một cục tiền trong tay chứ em không giờ em đi mua quần áo hết. Thì em cũng thấy đấy là một cái điều thiệt thòi cho chính bản thân mình, cho những người xung quanh mình. Thì thực ra em chưa hiểu được cái đấy thật. Thì trong trường hợp đấy, đấy có thể là một cái ví dụ. Như vậy là nhiều người khuyên em là phải chú ý đến thời trang, ăn mặc. Đúng rồi. Đấy, và đầu tóc rồi son phấn rồi đồ hiệu xịn lên tí. Và em đi cũng bước cao gót chẳng hạn. Và đôi khi em cũng
cũng suy nghĩ là có một cái em thực sự là em không thấy hứng thú ấy. À. Ví dụ như cho thả em giữa một cái khu phố thời trang thì em sẽ kiếm một hàng cà phê em ngồi cho nó hết thời gian ấy. À, bởi vì bây giờ em có thể nhớ lại khi mà bạn em nói với em là Hằng ơi, có khi theo tớ là bạn phải thời trang lên, bạn phải mua sắm quần áo cho đẹp vào rồi trang điểm. Lúc đấy em có để ý cái gì diễn ra trong đầu em không? Thế vì là nó quá ở trong đầu em quá lâu rồi. Thành ra là em bây giờ đi, bây giờ chị đóng vai là một người bạn, chị bảo Hằng ơi, có khi là em hơi không để ý đến hình thức một tí, hay là bây giờ em cố gắng là ra sắm cho mình bộ đồ nào đó sành điệu vào rồi là em sẽ nghĩ là để làm gì, ví dụ thế. Ví dụ em sẽ nghĩ là thực ra là nếu mà mình có mặc đẹp hơn thì mọi việc nó vẫn như vậy. Ví dụ như em không nghĩ là nó sẽ có một cái tác động gì lớn đến cái cuộc sống của mình cả. Chính xác, chị vừa làm cho em có một cái kháng cự, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Đấy, em càng nghĩ ra nhiều lý do tại sao mình phải mặc đẹp, nó chẳng có cái tác dụng gì cả. Đấy, và khi mà em càng nghĩ đến những cái điều như thế thì chắc chắn em có đủ lý do để không, em không có cả một hệ tư tưởng phía sau. Đấy, đúng rồi. Thì chính đấy là cái mà người lớn hay làm, đó là khuyên trẻ, khuyên con phải học, con phải làm việc này việc kia. Và vô tình mình lại tạo ra cái kháng cự của trẻ. Mình tạo ra cho trẻ suy nghĩ nhiều cái điều mà lý do để trẻ không làm cái điều đấy. Và càng nghĩ nhiều về những cái lý do thì trẻ càng thấy là cái lý do đấy là hợp lý và trẻ sẽ không làm nữa. Có lẽ có cả 1001 lý do mà trẻ có thể nói với bố mẹ là tại sao con phải học, con học để làm gì, tại sao con lại phải học môn toán, tại sao con phải học môn này môn kia. Và có những người khác hay là những bạn khác được chơi tự do, tại sao bố mẹ cứ bắt con học. Thế và nhà mình thì cũng đủ tiền để sống rồi, tại sao con, bố mẹ thì sau này con chỉ cần kiếm tiền như bố mẹ là được rồi, tại sao con phải học những cái này, có ra tiền được đâu. Đấy, trẻ càng lớn thì có rất là nhiều cái lý do để mà kháng cự lại. Đúng rồi. Như vậy là con vừa nói là bây giờ có thể anh Thái đóng vai là trẻ con, tôi có thể là đóng vai là cha mẹ. Như vậy con vừa nói là học để làm gì, đúng không? Con có thể nói cho bố mẹ biết là những cái lý do mà không cần thiết phải học xem nào. Ví dụ như là con thấy là con người thì chỉ làm những cái việc gì cần thiết và những cái việc ý thích. Ví dụ như mẹ về nhà thì mẹ chỉ cắm mặt vào cái điện thoại thôi. Còn bố về nhà thì bố lại đi tập thể thao. Bố suốt ngày bố ở ngoài đường chứ bố có phải học đâu. Tại sao sáng ra ngày nào con cũng cứ phải học, trong khi bố mẹ thì được thoải mái như thế? Thế là sự bất công. Mẹ đồng ý với con là đôi khi là mọi người thường thích làm những cái gì mà mình muốn. Ví dụ như là rất là thích khi mà xem điện thoại, rất là vui. Khi chơi thể thao, rất là vui. Và mình cảm thấy không thích khi mà mình phải làm một cái việc gì đấy, như là học để trong khi đó người khác cũng đi chơi. Thế thì theo con, tại sao mọi người lại thích làm những việc mà mọi người thích? Để làm gì? Mang lại niềm vui, đúng không? Đúng rồi, cái việc mà mọi người làm thì bố mẹ thì bố thì thích làm những cái việc mà bố thấy vui. Còn mẹ thì mẹ không thích tập thể thao thì mẹ không bao giờ mẹ đi cùng với bố cả. Nhưng mà mẹ thì lại thích đi shopping, cho nên là mẹ rủ bố đi thì bố có đi đâu. Cho nên ai cũng thích làm cái việc người đó. Vậy thì tại sao con không được làm những cái việc mà con muốn? Mẹ rất là đồng ý với con và mẹ ước rằng là con luôn luôn được làm theo những việc mình muốn. Vậy con muốn điều gì? Con muốn trở thành như thế nào? Con chỉ muốn được yên thân thôi. Con muốn là mọi người để yên cho con. Con tự làm những cái việc mà con cần, thấy con thấy là cần thiết. Thế thì những cái việc gì mà con thấy cần thiết phải làm? Những cái việc đấy thì con tự biết ở trong đầu con là đủ rồi. Con có lý khi mà con biết là bố mẹ hiểu là con luôn luôn biết rằng mình cần phải làm gì. Và bố mẹ rất là trân trọng cái điều đấy. Ai cũng, đôi khi ai cũng hiểu là mình thích làm điều gì đấy và mình không muốn bị làm phiền. Và bố mẹ cũng không muốn làm phiền con. Rất là xin lỗi có khi nào đấy mà bố mẹ đã làm gì đấy mà con cảm thấy bị làm phiền. Và bố mẹ cũng rất là muốn con giúp bố mẹ làm thế nào mà để ít làm phiền con hơn. Thế thì theo con thì bố mẹ nên làm gì?
Thực ra thì cũng sẽ rất là khó khi mà người lớn chúng ta đặt vào cái địa vị một đứa trẻ. Bởi vì với đứa trẻ thì cái lý của đứa trẻ thì có rất là nhiều muôn vàn cái lý mà chúng ta không bao giờ chúng ta nghĩ được ra. Thế do đó là mỗi cái câu chuyện thì cũng sẽ đưa đến cho chúng ta những cái trải nghiệm và những cái suy ngẫm khác nhau, cũng như ở mỗi cái hoàn cảnh gia đình khác nhau. Vậy thì bây giờ chị có thể là nói tiếp cho mọi người để hiểu được là cái việc từng bước mà chúng ta sẽ phải làm sau khi mà đã xây dựng được cái mối quan hệ với trẻ rồi, thì chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình đó như thế nào? Cái sau khi mà mình đã xây dựng được mối quan hệ với trẻ rồi và chấp nhận trẻ, để trẻ nó cảm thấy được chấp nhận rồi, thì bắt đầu mình giúp trẻ nói ra những cái sự khác biệt giữa cái trẻ mong muốn và cái tình trạng hiện tại của trẻ, để cho trẻ thấy là có một cái khoảng cách rất là lớn. Nếu mà trẻ cứ tiếp tục theo cái cách hiện nay thì trẻ sẽ không đạt được cái mà trẻ mong muốn. Thì đầu tiên cái đó thì mình sẽ phải giúp trẻ tìm ra được cái mục tiêu của trẻ là gì. Sau đó thì giúp trẻ nói, và lưu ý là luôn luôn chỉ có đặt câu hỏi và giúp trẻ phải nói ra. Trẻ càng nói ra nhiều thì trẻ càng có ý thức về vấn đề đấy. Sau khi nói được về những cái khác biệt rồi, giữa cái hiện tại và cái mong muốn rồi, thì mình sẽ giúp trẻ tìm ra được là cái ý muốn của trẻ là gì, làm thế nào mà tạo được cái cảm xúc của trẻ. Tại vì đôi khi có như người lớn cũng thế, chúng ta biết được chính xác là cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nhưng mà cái mà để chúng ta quyết định để có thể làm được thì đấy là cái cảm xúc, cái ý muốn, cả nếu mà cái sở thích của chúng ta. Và vậy làm thế nào để tạo cái sở thích cho trẻ? Và khi tạo ra cái sở thích cho trẻ rồi thì lại phải giúp trẻ để làm cho trẻ cảm thấy trẻ có năng lực. Bởi vì một số trẻ tránh né cái việc thực hiện những cái hành vi nào đó bởi vì trẻ cảm thấy không có đủ khả năng của mình. Chính vì vậy mà khi mà giúp trẻ, cho trẻ nhìn thấy là trẻ có năng lực, trẻ có thể hoàn toàn có thể làm được những cái gì mà trẻ muốn, thì trẻ có cơ hội để sẵn sàng làm cái việc đấy hơn. Thì cái khích lệ rồi là những cái kỹ năng lắng nghe cũng giúp trẻ rất là nhiều trong cái việc mà tìm ra những cái khả năng của trẻ. Và giúp trẻ luôn luôn đặt những cái mục tiêu rất là nhỏ. Khi mà đạt được những mục tiêu nhỏ thì trẻ dễ dàng đạt được. Và khi đạt được thì đấy là những cái giúp cho trẻ có cái động lực để đi tiếp. Thì đấy là những cái mà chúng ta giúp trẻ thực hiện. Đôi khi chúng ta cũng phải giúp trẻ lập ra cái kế hoạch là giải quyết những cái khó khăn. Luôn luôn nói chuyện với trẻ để trẻ tìm ra là cái khó khăn là gì. Và mình rất là đồng cảm với trẻ. Mình hiểu là cái khó khăn đấy cũng rất là bình thường. Đấy, ai cũng gặp cái khó khăn đấy cả, chứ không phải riêng mình con mình gặp khó khăn. Thì khi mà trẻ thấy rằng là trẻ được bố mẹ nhìn thấy cái khó khăn, cùng với trẻ lường những khó khăn, thì trẻ thấy bình tâm hơn và trẻ sẽ có kế hoạch để vượt qua những cái khó khăn đấy. Và khi có được những cái kế hoạch cụ thể vượt qua những khó khăn khi gặp phải, và có những cái được cái lời khích lệ của bố mẹ rồi, thì chắc chắn là trẻ sẽ muốn thử. Và khi thử thì trẻ sẽ nhận được nhiều cái kích thích dễ chịu, và đấy là cái củng cố cho những cái hành vi của trẻ sau này. Thì đấy là những cái bước mà bố mẹ có thể giúp trẻ luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu, đặt ra những cái câu hỏi dẫn dắt làm thế nào để cho trẻ thấy là mình đi từ cái lợi ích của trẻ, mình đứng ở phía trẻ. Và luôn luôn cho trẻ thông điệp rằng là con muốn thay đổi, con có tất cả những cái gì con có thể làm, và bố mẹ chỉ là người hỗ trợ thôi, và con có thể làm được tất cả những cái việc đó. Thì đấy là những cái bước mà mình có thể giúp trẻ, động lực cho trẻ. Và luôn luôn đưa cho trẻ những cái gì đó rất là cụ thể để trẻ nhìn thấy là cái mục tiêu dẫn đến những cái việc mà trẻ làm thì mang đến cái hứng thú. Tôi có những cái ví dụ thì có những cái trẻ, tôi làm việc với cháu học lớp 8, và khi mà cháu đến với tôi thì cháu hoàn toàn
không có một cái động lực gì cả. Ở trường thì cháu học trường công, vì vậy mà các cô giáo luôn luôn bảo cháu là mất gốc, không hiểu một cái gì và hoàn toàn là không mong đợi là cháu có thể làm bất cứ bài tập nào. Thì lúc đấy thì tôi dùng những cái hình thức, ví dụ như là tôi đưa ra những cái bài tập rất là nhỏ để cho cháu có thể làm, và tại vì tôi phải tìm hiểu cái sở thích của con là gì. Thì dựa vào cái sở thích đấy thì tôi thiết kế ra những cái bài tập phù hợp với sở thích, thì cháu vừa làm thấy vui, cháu làm được. Thì qua đấy thì tôi cho cháu thấy là cháu thấy cháu đã làm được, chứng tỏ cháu rất là thông minh. Đấy. Thế, và như vậy là cháu tự tin vào bản thân mình. Và khi tự tin bắt đầu, tôi kêu gọi sự hợp tác của con. Con muốn gì, con muốn như thế nào, con muốn lập trình, con muốn chơi điện tử, con rất là giỏi về lập trình. Thế thì để có những cái điều kiện nào để giúp con có thể trở thành một lập trình viên tốt, thế con phải học toán, con tự con nói ra con phải toán. Thế thì con có những khó khăn nào khi con học toán, đấy, con có thể cần sự giúp đỡ như nào, thì lúc đấy thì bắt đầu giúp con từ cái nhỏ nhất. Thậm chí tôi đã giúp cháu là học lại kiến thức lớp 3 trong khi cháu học lớp 8. Và chỉ trong vòng có một thời gian rất là ngắn, mỗi tuần cháu say mê cháu học hết một chương trình của một lớp. Tại vì luôn luôn được khích lệ khi mà làm được, và mỗi lần cháu làm được thì cháu lại tin tưởng hơn. Và có lúc cháu ngồi 4 tiếng đồng hồ cháu không đứng lên để mà cháu làm bài tập. Và cuối cùng thì cháu đã lên được cấp 3 và cháu học giờ rất là tốt. Thì đấy là những cái mà từ những cái đứa trẻ hoàn toàn mất hết động cơ học tập, mất hết động lực, mà mình có thể giúp để cho cháu tin được vào bản thân mình và giúp cháu, thì đấy là cái cách mà mình có thể giúp được. Cảm ơn chị Khanh. Qua cái quan chia sẻ của chị Khanh thì tôi rất tâm đắc đến những cái chia sẻ mà Liên chị đề cập đến, là mỗi cái thay đổi thôi, và qua các cái bước thay đổi như thế, và nó nhìn lại thì anh Thái thấy là các cái chủ đề mà liên quan đến kỷ luật tích cực ấy, thì nó phải rất rõ cái này. Và chúng ta chọn cái chủ đề là giúp con tự lập thì đúng là nó là cả một vấn đề. Ở đây tôi có thể nốt ra một trang đây là chị đề cập đến để mà làm được cái này ấy, thì không phải là chỉ là những cái giải pháp như chị nói, mà chị nói đề cập đến là lắng nghe thế giới tích cực này, để làm sao hiểu con, để thấu cảm này, chúng ta đã đề cập này, hiểu cảm xúc của con này, tôn trọng con này, làm cho con có giá trị này, thì tất cả những cái đấy nó góp phần vào để nó tạo động lực cho con. Một cái buổi chia sẻ rất là thú vị, rất cảm ơn chị, và cũng hy vọng là chị có thể chia sẻ nhiều hơn nữa. Và là với vai trò là trưởng ban nền nếp và tư vấn tâm lý học đường của trường, thì phụ huynh cũng rất mong là chị cũng có nhiều cái dự án hay có những cái áp dụng cho học sinh của trường. Rất cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn. Em rất là cảm ơn.